Ngày 9 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Nho Cầm, 60 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào năm 2018, ông Ca, giám đốc một công ty du lịch, nắm được thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn, nên tìm hiểu thủ tục và kết nối với Nguyễn Nho Cầm. Trong lúc trao đổi, Cầm cung cấp thông tin gian dối, nói có thể chạy được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, với điều kiện ông Ca phải đưa một số tiền lớn để quan hệ ngoại giao. Nhận được tiền, Cầm cam kết chậm nhất đến ngày 30 tháng 3 năm 2019, giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho ông Ca. Tuy nhiên, Cầm không thực hiện lời hứa đúng hạn và liên tục hứa hẹn. Qua điều tra, công an xác định Cầm đã nhận tổng cộng 18 tỷ đồng của ông Ca.